nên cắt gì cắt gà xúc như ruột gà luôn này ha. Cắt xong gãy cây luôn. Dài quá tại chụp dài với vậy. Cầm một cái bò cắt thịt bò trời. Bà ông kết nướng xong 8 tháng sau rồi chưa ăn được. Đã ông kết cắt xong mà chưa nướng nữa. Nói chuyện đúng như không có chuyện nha chị Béo. Em vô quốc lộ nhiều xe vậy. Thằng trường là mày phải để nó yêu, dạ, nó chọc cái là món mày suy nghĩ liền đó. Xúc xúc. Đó là cái ngoài nó bao nhiêu hả? Đúng rồi. Đó, ăn đó. Gì? Xúc xúc xích nướng. Heo là bọc. Trời ơi, cái dao nó lục. Ông nội hôm nay. Cắt lại đi, cắt dao lại đi. Dao bằng nào đâu phải bằng đuôi. Cầm cái dao xét lại. Đây chưa? Nè, cầm luôn. Này là điêu luyện luôn nè. Đó kìa. Đó không? Đó. Đó. Nè, em có kìa, nhìn có kìa. Đó đâu? Kìa không? Tỉ mỉ từng chi tiết luôn. Đó là một người gấp cái đâu không? Ừ. Thấy không? Gật gật xuống nha. Để tôi cậu ơi, cậu quá cụ đi cậu. Đó, vậy nè. Dạ không? Thánh điều. Điều được. Chí tài cắt ra. Thì nó nướng, nó tiếp xúc nhiều thì nó ngon. Tôi lại ăn sau này nha. Được. Thấy thấy vái rồi. Nè chia đều nè. Đây coi thanh niên này. Trước khi ăn xong này là ăn cây này trước nè. Ăn vô bụng vô ăn miệng. Chửi liền. Thử dài ta. Nuốt coi chỗ hết nè. Chừng béo kìa nó không ai mời nó gần tốc độ rồi nãy giờ chứ mà nó. Uống khác rồi. Bẹt quả cái dao xuống coi anh cầm cái dao thấy ghê quá à. Em cũng sẽ chơi. Cười đây đây. Đó. Dạ. Trời. Kéo lên cái xuống rồi gì? Đó, tới Bita nữa. Bita cắt rồi. Đó, này chơi em với Bita. Chơi em. Mày nghe chơi em. Mày nghe chơi em đó, chơi em gì? Anh đang không có coi mấy là mấy năm trước mày không nghiên cứu gì Bita rồi. Bởi vì nó chưa biết thằng đó là nó chưa sinh ra nó chưa Bita là xài mạng xã hội. Bita thằng nào ta quên tiêu rồi ta. Thằng đó. Bita là tấn công. Trời ơi. Phiên bản lỗi. Mày sắc vậy ăn lỗ lắm á. Phiên bản lỗi à. Mà mày không nghiên cứu gì Bita hồi xưa. Tao hồi xưa không biết, mấy này nó không biết, okay, chưa có sẵn mạng xã hội ha. Còn đây ổ bịch. Ủa hết luôn. Cái gì vậy? Ổ bịch mấy cây. 4 cây. Đúng rồi. Tại sao còn có 2, 3, 4, 5 5 cây. 5, 6, 7 rồi, mất 5 cây rồi, nào ăn rồi. Mày sống vậy? Còn anh kia, còn ai? 2, 4, 5 cây. Mẹ, một cái hết rồi nè. Còn áo. Kỳ vậy? Rồi đấy, hắt hay gì đó. Hắt nè. Hắt chuyện gì hắt. Đây 6, đây 7 nè. Cướp. Ai, 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 ai chưa nướng, ai chưa nướng bỏ vô bụng. Để định hình nha. Kỳ vậy mấy ai chưa nướng bỏ vô bụng. Mà tôi năm uống đầy đủ á. Nè nè, để định hình cái lúc mà xé xé ra cả 4 cây đổ bụng. Tô lại chút đó nào. Tô lại lúc xé ra. Lúc xé ra là ai xé à? Tao xé đưa cho Hải. À, là mấy cây được mấy cây. Ok. Hải lấy là 4 cây. Rồi sao nữa? Rồi tao ông Hải sao? Mới đâu sổ từng cây đem bỏ vô đây. Gớp. Trời ơi. Gớp. Trời ơi. Nó chừng nhớt. Rồi sẽ mắc cây. Ủa sao không có hết cây rồi? Mất gì cây rất là nè. Ủa đâu một cây? Vậy đi nó vậy hết đây. Em khỏi đi nó vậy hết đây. Cái gì nó bọc nó yếu quá. Chặn lại. Đủ cây vậy, thấy 4 cây đủ mà. Chưa để chặn lại. Rồi đây cũng mắc nữa là thôi luôn á. Yeah. Rồi đâu trời? Mày nhỏ dấu rồi. Mày nhỏ nữa. Thổ đẻ ăn rồi ba. Thổ đẻ lên. Tao có ăn cây nào đâu. Đồ ăn mà giấu mừng luôn á. Đồ ăn mà giấu mừng luôn. Giấu mừng luôn. Ủa còn đâu cây chạy. Mượn dao em. Đâu. Kìa. Thấy dao đâu. Mẹ dao hả con mẹ hả? Nãy giờ đổ anh với tao cầm cây dao không đứa nào đưa là tao giấu. Mở tiếng móc điện thoại điện công an xã qua. Trời, đi ra rồi đâu. Bà mẹ nó chặn lên điện cho nó chạy ra. Anh Niên một vợ hai con, giấu. Con chơi ngu. Ê chụp hình lên chứ. Không quay nếp nãy giờ kìa. Ngủ tới đâu mà lâu tới đây cậu. Anh không ở gì cho anh không quay phim đi.
Vậy qua cái nhỏ. Đổi đi, đổi giọng đi, đổi giọng đi. Không không biết. Ủa, người không mới uống rồi. Chở hoài kêu chụp hình rồi chở. Ủa, chụp. Chở hoài kêu chụp hình sao chở? Mà vậy tôi mới nhớ, tôi nhớ anh Phong mới uống với tôi mà. Để hình lại cho nè. Ủa? Cái bằng chương mới được. Cái gì vậy khách nè, tôi mất hết chiếc đũa rồi. Nữa hả? Chụp chương phải làm kiểu gì nè. Sao vậy? Dũng làm gì vậy? Nó cắt chiều dọc mà. Tôi ấy cắt kỳ sao, tôi cắt chiều dọc nó có quyền. Rồi về ăn sao vậy? Sẽ ngang lại. Mình nên ăn hay gì? Sẽ ngang lại, sẽ ngang lại. Sẽ cắt ra hả? Sẽ cắt ra hả? Sẽ cắt ra hả? Đây sắt hột lụ nè. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại đây nó không gớt. Sẽ hột lụ. Tại sắt dòng mấy ngoài không mà. Tới chạy chân nè. Chạy. Ông lựa mấy góc đẹp, ông chụp hình thôi chạy. Đâu đâu đâu. Ê, sao đâu học với bản gì vậy? Ở đó mình chụp ảnh đi học nó con mèo khấm chi vậy? Tấm này giống ở bạn cấp 3 luôn. Với cái cũ nữa. Vậy cũ. Có đeo. Có đeo. Có đeo. Sao kỳ vậy? Gọi. Gọi đi. Bên đây tôi chở đều đều. Tôi là để hai cây này rồi. Để hai cây này rồi. Địa luôn. Ê cái đó khác mà người cạo luôn á. Cạo đi. Không có gì trơn cạo luôn á. Không biết cái cây này cạo được gì ta. Cạo nó ra, mày ra cái tan á. Anh có không biết hình đi. Anh có. Tên nó từ mưa đến cơn. Mưa đều. Anh chỉ ở cái chỗ nãy có. Hồi nãy sao lính đây mua gì mà không mua vậy? Giật chồng. Con mình tỉnh nha ông Dũng, đừng nhận chén nha. Đừng vô nha. Vô. Cái này tao đập con chết nè, chứ bây giờ. Ê. Cái mưa chén hả? Ai giật chồng vậy? Trong thời gian chờ đợi ừ đúng rồi. Nó quýt dạ đi. Chờ hơn đi cái chờ. Trơn đi kìa. Không có đại thành trường lớn nè. Dạ dạ chị kêu trường lớn chị nhỏ. Chị nhìn trưng mình kêu ai. Ai biết được trơn. Ở đây sao dạ. Bắt những không bị xé. Ở thành niên Khánh là mấy trong bịch đó có hai bịch nè. Mà xé hết bịch rồi lấy ăn cái gì. Kêu tiếng ngạc mà. Thằng đi lên lên ơi. Mấy không ai trả cái này. Coi hết bịch rồi. Chính luôn hả? What the hell? Đi vào á. Đây kìa của tao, tao sắc cho tao ăn nha. Sao chưa? Để tôi chở cho. Đi vào đây. Tao chở gì? Kỹ rồi. Đi vào cái gì vậy? Ủa, để hai bịch lên luôn mày. Vậy nó lấy mực ra. Ai? Đó, hình như này nè. Đó, đổ đây nè. Anh bổ, bổ nước vô. Đó, hay ghê không? À. Dập còn nướng gì? Nướng giúp chích cái nó nở lên phải không ta? Dạ. Ừ, bột mì bột nở chắc mà. Chắc miếng nước vậy đi hả? Phải cha. Tôi đại đi không sao đâu. Chắc nước vậy. Không. Cái này là cái bột chỗ nở rồi bột nổi nữa. Đây chị. Gần gần lại cái là cái chị, nãy nó nhỏ xíu à, nhìn thấy cưng lắm. Bây giờ cái nó nở lên bột. Hết hồn. Nhờ 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 cái tác động của nào. Nhờ tác động nhiệt. Tác động nhiệt cái là nhờ động nhiệt đúng không? Thấy cưng hơn. Thấy cưng hơn. Sao mà hồi thấy cưng hơn nhưng mà thấy sẻ sẻ đó. Sẻ sẻ nó có cái miếng gì? Quên cái đường sẻ sẻ nhìn thấy ớn. Nãy mình để nguyên cái mình nướng nha. Thấy chưa? Chắc nó bự lên lắm thôi. À miếng này cũng khác nè nó. Khác đâu khác. Mới muốn thôi. Mới xém. Xem kìa. Cái này nướng lẹ lắm. Mấy tư trường là thích hai cái đó luôn, chở hai đó không luôn ta. Này đè, bỏ luôn. Gà ghét mấy kia hả? Đúng, con Trường nướng cái cây này chạy tay. Không, nó mẹo qua bên á. Nói ngã là cây biển. Cây con Trường bị lỗi rồi. Cầm cái cây mẹo mẹo lên ra. Mất cây. Nướng chồng luôn á, nướng ngồi chứ không dính được cây nào luôn á. Cắt được hết rồi. Đây. Ai no cứ no. Đây muốn nè. Cái lẩu cây mì gì này. Căng vào bụng mà trùng vào mắt nè. Cây mì không hết thì để dành. Cây này sao nữa.